Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay hôm nay là một con Razer Basilic V3 Pro. Hơi tiếc là đáng lý theo như cái title video clip á, là mình sẽ phải có một trên tay một con Logitech G502 X Plus nữa để mà so sánh cho các bạn. Thì hơi tiếc nha, là tại vì sản phẩm nó hiện thời là mình đã trả về cho bên chỗ Logi rồi, cho nên là mình không còn giữ ở đây. Đầu tiên là để định hình trước cho các bạn á, là về cái phân khúc của sản phẩm thì cả hai con này đều gần như là xem nhau, tức là đều nằm ở phân khúc cao cấp của chuột gaming ở thời điểm hiện tại, với mức giá đâu đó khoảng từ 3,8 triệu trở lên. Đâu đó khoảng con này nha là khoảng 4 triệu mấy, thì nó sẽ chênh nhau đó khoảng vài trăm nghìn đồng khi mà các bạn so sánh về giá. Đầu tiên là về thiết kế của sản phẩm thì thật sự nha, con Razer này nó sẽ mập hơn về cái bề ngang. Tức là nếu như tay của bạn nó bị to và bẹt ra hai bên thì các bạn sẽ cầm con này cảm thấy nó thoải mái hơn. Nhưng mà với tay của mình thì khi mình sử dụng con G502 X Plus, mình thấy là nó thuôn hơn, nó dài hơn và nó gọn hơn. Nên là nếu như xét về trải nghiệm cầm nắm, mình vẫn nghĩ là con Logitech G502 nó ngon hơn. Và chưa kể là G502 X Plus nó có một cái lợi thế nữa, đó chính là trọng lượng của nó chỉ là 106g. Nếu như mà so với lại những cái con G502 trước đây á, thì con G502 X Plus nó đã cải thiện hơn rất là nhiều. Cho nên là nhìn chung nha, về trải nghiệm cảm nắm theo cá nhân mình á, thì mình thấy là con Logitech nó hơn hẳn. Về thông số kỹ thuật á, thì nếu như các bạn quan tâm về những thứ liên quan tới mắt độc nè, về spec nè, về IPS nè, về độ phân giải nè, v.v. tất cả mọi thứ, thì mình cam đoan với các bạn sẽ không thể cảm nhận được sự khác biệt của cả hai sản phẩm này. Tại vì về phần mắt độc nè, sensor nè, về cảm biến nè, tất cả mọi thứ như cái sản phẩm chuột gaming cao cấp ở mức giá này trở lên á, sự khác biệt khi mà các bạn trải nghiệm á, nó đều đạt ở mức excellent, tức là mức tốt nhất có thể các bạn có thể tưởng tượng được. Cho dù các bạn là một gamer hardcore hay các bạn là những người dùng cơ bản bình thường thông dụng, thì chắc chắn là trải nghiệm của cả hai sản phẩm này đều khiến cho các bạn có thể cảm thấy thoải mái. Cho nên là nếu như các bạn lăn tăn về vấn đề spec và thông số thì các bạn không cần phải coi hết clip nữa. Tuy nhiên là khi trải nghiệm và sử dụng thực, có một thứ mà ít ai sẽ nói cho các bạn biết, đó chính là về switch bấm của cả hai con chuột này. Về click khi các bạn nhấn vào ha, thì mình có thể rõ ràng và chắc chắn phân định với các bạn luôn là mình sẽ thích con Razer này hơn. Tại vì vấn đề nằm ở chỗ là click của Razer nó có vẻ là nó đầm hơn, nó ít đanh hơn và nó ít bị ping hơn. Tức là nếu như các bạn bấm ở trên con G502, các bạn sẽ có cảm giác là nó hơi bị mỏng. Thì đối với con Razer này nó đục hơn và nó đầm hơn rất là nhiều. Các bạn click á, sẽ nghe cái tiếng nó bột hơn. Còn đối với con Logitech á, thì các bạn sẽ thấy là nó bị hơi đanh, hơi ping. Vậy nên là nếu như mà nói về click nha, chắc chắn là các bạn sẽ thích cái Razer Optical Switch ở trên cái con này hơn. Thành ra là nếu như trải nghiệm chung á, thì đây là cái điểm ăn tiền duy nhất. Nhưng mà lợi thế của Logitech á, là đối với thị trường Việt Nam á, thì mình tin chắc là các bạn sẽ dễ bắt gặp những sản phẩm của Logitech hơn là Razer. Từ cả những con chuột gaming nè, tới cả bàn phím và tai nghe. Và cái hơn nữa của Logitech ở thời điểm hiện tại mình thấy ở thị trường Việt Nam nha, là cộng đồng Logitech G Việt Nam có vẻ là tốt hơn so với lại Razer Việt Nam rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn vào cái số lượng tương tác nè, số lượng comment bài post ở trên tất cả những cái trang social của họ, thì rõ ràng là phần làm cộng đồng của Logitech nó nhỉnh hơn. Cho nên là nếu như các bạn muốn được support nè, muốn có người chơi cùng nè, hoặc là muốn những người có chung sở thích á, thì các bạn có thể lựa chọn Logitech. Còn nếu như các bạn chỉ đi vào bản chất sản phẩm thôi á, thì mình thấy là Razer nó sẽ ổn áp hơn. Nhưng mà cũng nói luôn về giá, quay trở lại là sản phẩm này nó mắc hơn đâu đó khoảng vài trăm nghìn đồng, nên là nếu như các bạn có lăn tăn về giá thì các bạn chắc chắn sẽ phải lựa chọn Logitech. Còn nếu như các bạn cảm thấy là giá nào cũng chấp nhận được á, thì đương nhiên Razer đó giờ vẫn làm rất tốt cái chuyện là bòn rút túi tiền của anh em. Tổng kết lại là Razer Basilic V3 Pro, con chuột này nè, là con chuột mà mình rất là thích trong khoảng vài ngày vừa qua. Mình hy vọng là các bạn có thể đến ngay một số những cái cửa hàng, những cái store để các bạn có thể trải nghiệm thử tại Việt Nam để lựa ra được một cái sản phẩm ưng ý nhất. Còn đây là bài review và so sánh cho các bạn về Logitech G502 X Plus và Razer Basilic V3 Pro. Nếu như các bạn muốn mình trải nghiệm và so sánh sản phẩm này, tại mình đang có cái sản phẩm này ở đây, thì các bạn có thể comment lại phía bên dưới là các bạn muốn so sánh cái này với lại cái nào. Mình sẽ cố gắng để mượn sản phẩm nó về và làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.